Xin chào các bác. Trước mắt các bác là chiếc xe máy điện VinFast Felix, là một trong những dòng xe máy điện của VinFast. Em mới mua chiếc xe máy này cách đây một tuần để phục vụ vợ em đưa đón con đi học và đi chợ. Thì sau một tuần sử dụng thì em có đưa ra một vài nhận xét trên góc độ là một người sử dụng và đang sở hữu chiếc xe này, không giống như một số bác nhận xét hoặc là review theo góc độ là thương mại. Thì trước tiên thì em cũng khuyên các bác nào đang có ý định mua chiếc xe máy điện này thì cứ mạnh dạn mua đi ạ. Về kiểu dáng của chiếc xe thì chiếc xe lấy cảm hứng kiểu dáng của chiếc xe Honda SH. Các cái đường nét rất là đẹp. Kích thước thì các bác so sánh với cái hình dáng và kiểu dáng và kích thước thì các bác cứ lấy chiếc xe Honda Vision để các bác so sánh. Thì cái kích thước của nó tương đương cái kích thước của chiếc Honda Vision các bác nhé. Kể cả về kiểu dáng và độ cao, kích thước. Thậm chí còn nhỉnh hơn so với chiếc Honda Vision. Với tầm tiền này thì em nghĩ là không có gì là phải suy nghĩ. Bộ vỏ rất là chắc chắn các bác nhé. Nó không giống như một số dòng xe máy điện Trung Quốc đâu. Em thấy từ những cái bộ vỏ này cũng rất là chắc chắn này. Hệ thống giảm xóc thì cũng giống như giảm xóc của xe máy. Ngoài ra thì chiếc xe này thì nó có sử dụng cái màn full LED các bác nhé. Nó hiển thị công tơ mét này. Đó, ô đo các thứ này. Đây là dung lượng pin này. Thì sau một tuần sử dụng thì theo như hãng thì chiếc xe này khi sạc đầy ấy, thì nó chạy được 90 km. Nhưng mà sau một tuần sử dụng ấy, thì khi mà chạy chế độ eco, chế độ tiết kiệm này thì em có đo được trên công tơ mét chạy được 80 km các bác nhé, không đạt được 90 đâu ạ, vì con xe máy này nó sử dụng cái động cái ắc quy trì mà. Để đạt được cái 90 km thì em nghĩ là chắc là phải như thế nào đó, ví dụ như là cái tải trọng nữa, liên quan đến tải trọng và liên quan đến cái cung đường đi, đường mình đi đường như thế nào nữa. Cái 90 km em nghĩ là trong cái đường quẹo điều kiện lý tưởng nhất thì mới đạt được. Ngoài ra thì khi các bác chọn cái chế độ Sport này ấy, thì nó chỉ chạy được khoảng 55 km thôi. Khi các bác bật chế độ Eco này thì cái tốc độ tối đa các bác chạy là được 30 km trên 1 giờ. Còn trên ở cái chế độ Sport này thì em có đo trên cái đồng hồ công tơ mét thì là đạt được 57 km trên 1 giờ, là tốc độ cao nhất khi các bác đi một mình. Và cái điểm thích nữa ở cái chiếc xe này thì nó có cái chế độ đỗ này. Đây là các bác này. Khi các bác bật chế độ đỗ này lên thì ví dụ như nhà khi mà các bác đi cùng trẻ em ấy, các bác dừng xe bật chế độ đỗ thì những cái xe cái tay ga này nó sẽ vô hiệu hóa, tránh cả xảy ra tai nạn các bác nhé. Cái nhược điểm của chiếc xe này là nó sử dụng cái ắc quy trì. Thì khi mua xe em có định không lấy ắc quy nhưng mà bên hãng bảo là cái ắc quy nó đi theo xe nên là bắt buộc là mình phải lấy. Cái ắc quy trì thì có rất là nhiều nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất là khá là nặng. Đấy, cái nhược điểm thứ hai là cái tuổi thọ của nó khá là thấp, nó không thể bằng pin lithium được. Và cái nhược điểm thứ ba là sạc rất là lâu các bác nhé. Khi các bác đi còn 15%
dung lượng ắc quy, dung lượng điện thì các bác phải sạc đến 8 tiếng mới đầy được. Để sau này em đi một thời gian thì em sẽ bỏ ắc quy ra và em sẽ thay bình lithium vào. Khi thay bình lithium vào thì nó sẽ rất là nhiều ưu điểm. Cái nhất là nó sẽ giảm cái trọng lượng và mình có thể tăng cái dung lượng của hệ lưu trữ lên. Biển cái xe này thì em cũng vừa mới đăng ký thì hôm qua mới nhận được biển. Nói qua các bác luôn về cái yên này, cốp xe này, cốp xe cũng vừa phải các bác nhé, để các bác đựng. Đây là một chiếc áp này, khi các bác không sử dụng đến thì các bác sẽ tắt áp đi. Không sử dụng đến trong thời gian dài ấy, thì các bác nên tắt áp đi nhé, để tránh tiêu hao điện. Hôm qua em vừa mới bốc biển xong, biển khá là đẹp này, 1975. Con số rất là ý nghĩa các bác nhé. Ngày giải phóng miền Nam. Năm này là năm giải phóng miền Nam. Đèn của nó là sử dụng đèn led các bác nhá, rất là sáng, các bác đi buổi tối rất là sáng. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm.